kiếp nhảy được quyến rũ, phải chăng Nhã Phương đang tung hin về việc tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2? Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương nhận được nhiều sự chú ý khi đăng tải một đoạn clip trên trang fanpage của mình. Theo đó, bà xã Trường Giang cùng với cô bạn thân là ca sĩ Ái Phương đã tạo thành một bộ đôi song phương khoe vũ đạo cực kỳ quyến rũ. Cả hai thực hiện những động tác uyển chuyển, không kém vũ công chuyên nghiệp. Từ trước đến nay, Nhã Phương thường gắn liền với hình tượng ngọc nữ, mong manh dễ vỡ, chứ hiếm khi nào khán giả được thấy cô sexy hết nấc như thế này trên mạng xã hội. Chính vì vậy, đoạn clip của bà xã Trường Giang nhận về lượt tương tác khủng dù sau vài phút đăng tải. Bên cạnh đó, sau khi xem xong clip vũ đạo của Nhã Phương, nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang tập luyện vũ đạo vì có khả năng cao có thể tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Khán giả vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh Nhã Phương xuất hiện trong các bộ phim, chứ hiếm khi thấy cô khoe khả năng hát và nhảy. Chính vì vậy, nếu như bà mẹ hai con xuất hiện trong show thực tế dành cho những sao nữ hot nhất nhì, thì chắc hẳn cô sẽ là một ẩn số đáng mong chờ. Ủa, đó giờ mới biết chị biết nhảy mà dẻo nữa chứ. Có khi nào bả tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024? Hai người nắm tay đi thi đạp gió rễ sóng đi, Song Phương ơi. Con cái của bà tụi nhỏ lỡ rồi. Kiểu này chắc hai bà đi thi đạp gió rễ sóng quá. Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu của Vbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn cả hai. Sau 5 năm kết hôn, Trường Giang Nhã Phương luôn hạnh phúc đồng hành và chăm sóc nhau. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019, nhưng hơn nửa năm sau mới công khai dung mạo bé với công chúng. Đến tháng 10/2023, đôi vợ chồng sinh nhóc tỳ thứ hai. Dù là mẹ bỉm bận rộn, song Nhã Phương vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, tập thể dục, do đó cô ngày càng trở nên nhuận sắc. Để có được điều này, phần nào cũng nhờ vào việc cô có ông xã Trường Giang chăm sóc kỹ, luôn yêu chiều và hỗ trợ nữ diễn viên trong cuộc sống đời thường. Trước đó, Nhã Phương từng dành lời khen nói về Trường Giang: khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã không có sự gắn kết nhiều, nhưng cách mà anh Giang yêu thương, chăm sóc gia đình làm cho tôi cảm thấy đây là người tử tế, không thể xấu xa được. Và chính điều đó đã chinh phục tôi. Tôi yêu và kết hôn với anh Giang cũng vì lý do đó. Thật sự, từ khi lấy anh Giang tới giờ, về chuyện chăm lo gia đình, anh ấy rất tuyệt vời. Tới thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Chính vì vậy, nếu Nhã Phương thực sự thi Chị Đẹp Đạp Gió 2024, thì cô chắc chắn có một hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình là ông xã Trường Giang và hai em bé. Buka liên tục để lộ dấu hiệu của mẹ bầu trong những tháng đầu thai kỳ. Thời gian gần đây, Buka vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau hơn nửa năm kết hôn. Nguồn cơn xuất phát từ việc khi tham gia một chương trình thực tế, cô để lộ vòng hai lùm xùm, mang dị bệt và cần sự hỗ trợ của Xin Tú Kiệt khi di chuyển. Đặc biệt, Buka còn có hành động đặt tay lên bụng. Đây là dấu hiệu thường gặp của phụ nữ khi đang mang thai. Mới đây nhất, Buka đăng tải khoảnh khắc xung cận diện mạo. Nếu tình ý sẽ dễ dàng nhận ra, gương mặt của Buka có phần tròn trẻ hơn so với trước. Không những thế, kể từ khi vướng nghi vấn có tin vui, nữ diễn viên luôn khéo léo lựa góc chụp cận mặt để giấu dáng. Thời gian gần đây, bà xã Xin Tú Kiệt hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện mà dành thời gian ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình nhỏ. Với những chi tiết trên, dân tình càng thêm chắc nịch chuyện Buka đã có tin vui. Tuy nhiên, thực hư ra sao vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới rõ. Cuối năm 2023, Buka và Xin Tú Kiệt tổ chức sự đám cưới hoành tráng sau 4 năm hẹn hò bí mật. Hậu hôn lễ, cả hai không ngần ngại phát cấu lương khi chia sẻ cuộc sống vợ chồng son. Tháng 4 2024, Buka từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng nhưng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.